đậu đũa, rau mùng tơi, mướp hương. Đây là số ít trong rất nhiều loại nông sản mà bà con nông dân xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội trồng được. Do thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, việc tiêu thụ nông sản của bà con nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Ủy ban Nhân dân xã đã áp dụng mô hình thu mua tập trung để tiêu thụ nông sản giúp bà con nông dân. Hội đồng định giá nông sản sẽ đưa ra mức giá chung để thu mua các loại nông sản cho người dân, rồi thông báo nhu cầu thu mua, giá cả bằng hệ thống loa truyền thanh để bà con nắm được. Từ 4 giờ sáng, điểm thu mua sẽ hoạt động để cân rau cũng như kiểm tra chất lượng nông sản trước khi nhập hàng. Những người làm nhiệm vụ cân, bốc xếp, phân loại nông sản ở điểm thu mua này cũng xuất phát từ tinh thần tự nguyện, xung phong, ra làm giúp đỡ bà con nông dân. Chúng tôi thông báo cho trên đài truyền thanh là hiện nay các đơn đặt hàng của các nơi đã có, đề nghị bà con nhân dân mang hàng ra thu mua cho nhân dân, để giúp cho nhân dân giải tỏa cái rau màu này, là do là có định giá của tập thể rồi chứ không anh nào được nâng giá hạ giá gì cả. Đấy, chúng tôi làm rất là công bằng. Có điểm thu mua tập trung bao tiêu nông sản cho nông dân, gia đình nhà ông Chí cũng mạnh dạn thu hoạch hơn và còn chuẩn bị để trồng thêm một số loại nông sản khác. Tôi có độ 3 sào màu hiện bây giờ là đang thu hoạch, có độ 2 sào mướp tà đấy, và như vậy là 10 thước đậu đũa. Đấy, và như vậy các rau loại khoai lang, gì rau mùng tơi các loại. Từ ngày giãn cách xã hội giờ ấy, thì tất cả các loại sản phẩm của trong xã được ủy ban nhân dân xã thu mua hoàn toàn hết tất cả, bà con nhân dân không ai về vứt bỏ thế nào. Ngoài việc ủy ban nhân dân xã đứng ra liên hệ với các xã bạn để tiêu thụ nông sản cho nông dân, thì vài tuần trở lại đây, ủy ban nhân dân xã Vân Côn còn mở rộng việc liên hệ với các huyện khác trong thành phố để mở rộng việc thu mua nông sản giúp người dân. Ủy ban nhân dân xã Vân Côn đã thực hiện thành lập cái tổ thu mua giúp bà con nông dân tiêu thụ nông sản. Chúng tôi cũng đã thực hiện rất là đảm bảo và có tổ hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện Hoài Đức. Và từ khi thực hiện giãn cách xã hội thì bà con nông dân vẫn thực hiện cái việc thu hoạch đều đặn. Và mỗi một ngày trên địa bàn xã Vân Côn có từ 7 đến 8 tấn hàng nông sản được bà con nhân dân thu hoạch. Còn đây là một điểm kết nối tiêu thụ nông sản giúp bà con nông dân của xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Chốt kiểm soát dịch Covid-19 của thôn cũng chính là trụ sở dã chiến của điểm kết nối này. Em Dung ở Song Phương đây ạ. Chị ơi, cái đơn của chị mà hôm qua chị kết nối với bạn Thu đấy. Thì bây giờ là chốt này các cái nội dung chị đặt liên quan đến các mặt hàng của địa phương có như là mướp này, rồi nhãn này, rồi cà tím này. Tổng đơn của chị là 29.523.000. Alo, chốt đơn hàng, đơn giá, địa điểm bàn giao là xong. Lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ ngay lập tức có mặt để phân loại, đóng hàng giúp bà con nông dân. Bọn em nói chung là bọn em không có giờ cố định. Tất cả các bạn tình nguyện viên sẽ là coi như bọn em sẽ hoạt động 24/24 ấy ạ. Lúc nào mà có mướp hay là rau người ta dân chuyển đến thì bọn em sẽ hoạt động hết công suất, kiểu là đoàn viên sẽ xung phong lên để làm việc không cố định thời gian ạ. Thật sự là bọn em mà giúp được dân như này, bọn em sung sướng lắm anh ạ. Mặc dù là mình rất vất vả nhưng mà mình cảm thấy sung sướng khi giúp dân được một phần nào đấy trong mùa dịch như thế này. Đoàn viên thanh niên đâu như vậy, bảo là đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Trên toàn địa bàn huyện Hoài Đức, các tổ liên kết thu mua nông sản này đã giúp bà con nông dân thu mua được 206.000 tấn rau các loại, 51.000 tấn ổi, nhãn và 190.000 quả trứng gà, vịt. Tổ thì hiện do giãn cách nên chúng tôi không thể đi thực tế được. Chúng tôi đã thành lập dùng mạng xã hội để thành lập một nhóm để tiêu thụ. Thì hàng ngày chúng tôi trên cơ sở kết quả đăng ký của các đơn vị có nhu cầu mua, chúng tôi thông tin lại cho đơn vị có nhu cầu bán. Và đơn vị đến cuối buổi thì đơn vị nhu cầu bán sẽ đánh giá và rà soát lại cái nhu cầu khả năng cung cấp của ngày hôm sau. Và trên cơ sở đấy chúng tôi thông tin trên mạng nhóm để các đơn vị đăng ký mua. Bước đầu các tổ kết nối thu mua nông sản của huyện Hoài Đức đã phát huy hiệu quả, tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân tiêu thụ nông sản, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế.